Chiều 1 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có báo cáo tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước trong tháng 10 và nhận định xu thế thời tiết tháng 11. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 1 đến 30 tháng 11, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ tiếp tục cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 1 đến 2 độ C. Còn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm khoảng 0,5 đến 1 độ C. Trong khi đó, tháng 11 tiếp tục xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng cường độ có khả năng không mạnh. Cùng với đó, trong tháng 11 trên biển có thể xuất hiện 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng đất liền nước ta. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại Trung Bộ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào, chủ yếu tập trung vào nửa đầu tháng. Ngày 1 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã làm việc với ông T, sinh năm 1986, ngụ quận 7, là tài xế lái chiếc xe tang trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm Halloween. Trước đó, vào tối 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm người trên xe ô tô của cơ sở mai táng đi trên đường phố. Trong số những người trên xe hóa trang thành nhiều nhân vật ma quỷ, mở cửa xe để chọc ghẹo người đi đường. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Tại công an, ông T khai là đang làm việc cho cơ sở mai táng ở quận 7. Chiều 31 tháng 10, ông T được chủ cơ sở đề nghị dùng xe phục vụ tang lễ để chở một số người trong cùng cơ sở đi chơi Halloween. Theo đó, nhóm ông T có 8 người đã hóa trang thành nhiều nhân vật đi từ quận 7 sang phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Tại phố đi bộ, ông T cho xe chạy 2 vòng và mở cửa để những người hóa trang trên xe trình diễn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với ông T về lỗi không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy với mức phạt 600 đến 800 ngàn đồng. Đồng thời bàn giao toàn bộ giấy tờ phương tiện cho công an phường Bến Nghé tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi của ông T và các cá nhân có liên quan. Chiều 1 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy, trưởng khoa sơ sinh cấp cứu hồi sức tích cực và bệnh lý của Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam là người phụ trách ca bệnh đã có thông tin về vụ việc cháu MD sinh năm 2019, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị tử vong trong điều trị. Theo đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh Nhi D vào tối 30 tháng 10 trong tình trạng đau bụng, nôn mửa. Bệnh viện tiến hành siêu âm, chẩn đoán cận lâm sàng cháu D bị viêm ruột, sau đó truyền dịch. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10, cháu trở đau, được bác sĩ thăm khám siêu âm về vấn đề đường ruột nhưng chưa phải can thiệp cơ thể. Đến khoảng 8 giờ 50 phút, bệnh nhi chuyển biến mệt, lơ mơ rồi được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Khi can thiệp hồi sức, bệnh nhi bắt đầu ngưng tim, ngưng thở và mất lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày. Phía anh Diệu là cha của bé D nhận thấy khi thăm khám, bác sĩ tiêm một mũi thuốc vào bình nước để truyền cho cháu. Sau tiêm tầm 15 phút, cháu có phản ứng nôn ói, nói năng mất kiểm soát. Bác sĩ Thúy cho biết trong giới hạn của y khoa có những bệnh không điều trị được, đặc biệt là những bệnh virus. Những bệnh virus qua đường ruột thì có khoảng 5% sẽ tấn công lên tim và chẩn đoán cuối cùng nguyên nhân tử vong của bệnh nhi D là do viêm cơ tim thể tối cấp tính. Bệnh nhi nhiễm virus biểu hiện từ đường ruột sau đó tấn công lên gây tổn thương cơ tim. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, chuyển biến rất nhanh. Theo bác sĩ Thúy, bệnh viện cũng đã giải thích với người nhà bệnh nhân khi làm thủ tục nhưng có lẽ gia đình không hiểu hết ý được giải thích. Trước đó, vào sáng 30 tháng 10, cháu MD có biểu hiện đau bụng tại trường mẫu giáo. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thấy con vẫn chưa bớt đau, nên gia đình đưa cháu D đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi, Quảng Nam. Chiều 1 tháng 11, lãnh đạo xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ bạo hành trẻ em xảy ra ở địa bàn. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 10 tại sân nhà anh VL, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, được camera an ninh ghi lại. Thời điểm này, một bé gái khoảng 3 tuổi vừa khóc to vừa bám theo một người phụ nữ đang bế con nhỏ. Bất ngờ từ trong nhà một người đàn ông mặc áo xanh chạy ra giành lấy bé. Sau đó túm hai chân rồi quẳng bé ra lối đi phía trước. Sự việc đã khiến cháu bé bị gãy xương vai, phải đi viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, công an cũng đã mời gia đình anh L lên làm việc. Chiều 1 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Phúc Vinh sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Nhữ Thị Nguyên sinh năm 1988, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, sống chung với Vinh như vợ chồng, đã nhiều lần thu thập mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận.
Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram để đăng tải chào bán data. Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng. Từ cuối tháng 9 năm 2022, Đinh Quốc Tuấn sinh 1987, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Thắm sinh 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Nguyễn Xuân Tùng sinh 1990, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã lập các trang web giả mạo có hình thức giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính để liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Sau một tuần nghị án ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ gian cảnh cướp tiền ảo trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân với bị cáo Hồ Ngọc Tài sinh 1989, cựu cán bộ phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh và Trần Ngọc Hoàng sinh 1983 cùng về tội cướp tài sản. Bác kháng cáo tuyên y án với bị cáo Nguyễn Quốc Dũng sinh 1981, cựu cán bộ phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh, 17 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn sinh 1993, cựu cán bộ công an phường 5, quận 5 có vai trò trong vụ án không đáng kể, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, có con nhỏ. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tuấn 12 năm tù, có phần nghiêm khắc nên hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt xuống còn 10 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, năm 2018, ông N tư vấn bán tiền ảo, Tài đồng ý đầu tư và bị thua. Cho rằng mình bị lừa, Tài lên kế hoạch khống chế, bắt ông N trả lại tiền trong vụ dàn cảnh va chạm giao thông, khống chế ông N cùng người thân trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Sau đó, nhóm Tài lấy điện thoại của ông N chuyển tiền ảo qua tài khoản của mình, bán được gần 19 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài.